Hello mọi người, mình là Hiba Clay. Video hôm nay mình sẽ hướng dẫn mọi người làm gà ủ muối. Đầu tiên mình sẽ làm nửa con gà trước, làm cái thân gà, sau đó đến cái đùi. Mình sẽ dùng cái độ sần của cái dụng cụ này tạo thành cái lớp da của con gà, làm thêm cái cánh gắn vào, rồi lại dùng cái dụng cụ đấy để miết. Xong xuôi thì mình sẽ làm cho nó cái rãnh ở cái ức nữa. Và thế nào hoàn thành nửa con, bây giờ làm mình cái đùi. Mình đã tạo khuôn sẵn cho nó rồi, bây giờ chỉ cần ấn đất vào là xong thôi. Rất nhanh gọn. Đấy, thế là xong cái đùi rồi. Tiếp tới là làm chân gà, dùng phần em bé để phủ khuôn cho khỏi dính đất. Ép hai cái khuôn vào với nhau để tạo thành cái chân. Mình sẽ lấy chân ra khỏi khuôn và dùng dao và nhíp để tỉa tót lại. Và đây là cái chân sau khi đã làm xong. Mình sẽ mang lên nung rồi phủ bóng cho nó. Bây giờ dán lên cái khay. Mỗi loại có một cái kích cỡ khay khác nhau ấy. Dán đùi, dán chân và dán nửa con gà lên trên một cái khay xốp này. Sau đó đóng gói vào trong bao bì, dùng máy làm tóc để hàn miệng túi. Xong xuôi hết thì mình sẽ dán nhãn lên cho các khay mình vừa làm xong. Đùi gà, nửa con gà và cái khay chân gà ủ muối. Và thế là hoàn thành rồi, cảm ơn mọi người đã theo dõi.